Tiếp theo chúng ta cùng nhau khám phá công cụ Lightning Effect, một công cụ đặt đèn khá hữu dụng trong Photoshop. Các bạn chọn đối tượng hình này, các bạn vào Filter, chọn Render. Chúng ta check vào phần Lightning Effect. Ở đây tôi sẽ đặt cho đối tượng này một chiếc đèn IES. Các bạn chú ý rằng chúng ta đang tùy chọn đèn dạng Spot, tôi có thể xoay được và hoán đổi các vị trí ở đây. Các bạn xoay nghiêng một chút nữa. Rồi, ok. Ở đây các bạn thấy rằng vùng chúng ta có màu đen, các bạn kéo dưới và ambient này, các bạn kéo tăng hết cỡ lên thì ảnh chúng ta sẽ được khôi phục. Các bạn thấy rằng đây chúng ta có cường độ đèn khi tôi xoay ở đây thì cường độ đèn sẽ sáng hơn. Các bạn có thể kéo lên, có thể tùy chỉnh các vị trí phát sáng của đèn. Và di chuyển, các bạn cầm vị trí này di chuyển được màu đèn, tùy chọn là các bạn. Tôi không muốn màu này, tôi nhấn Ken ra ngoài và Gloss độ bóng láng, độ sắc cạnh và có sử dụng texture hay không. Ví dụ tôi ưng ý và đồng ý với đối tượng này rồi, tôi có thể nhấn OK hoặc check vào dấu này, tôi thoát ra ngoài. Ngoài ra chúng ta có thể tùy chỉnh phần hotspot rồi, tức là vùng sáng chói của đèn, sao cho hợp lý nhất. Cường độ đèn chúng ta chỉnh ở đây. Ví dụ tôi đồng ý, tôi nhấn OK, đóng lại thì đèn chúng ta đã có một quầng và phát sáng trông chói và đẹp hơn. Tôi cần chấm Z cho các bạn thấy chưa có đèn và có đèn. Tiếp tục các bạn qua phần Lighting Effect này, chúng ta cùng nhau khám phá công cụ đèn tiếp theo. Các bạn vào Filter. Ở đây tôi đính nhầm layer, tôi có thể xóa layer trên đi, nhấn Delete, chọn đối tượng này, vào phần Filter, Render và Lighting Effect. Nó vẫn nhớ thì chúng ta loại đèn cũ. Ngoài đèn cũ chúng ta đã sử dụng, chúng ta chọn dạng đèn point, đèn điểm. Thế này rất đơn giản, tăng giảm cường độ mà thôi. Loại đèn tiếp theo chúng ta có đó là đèn giả lập mặt trời. Tôi có thể kéo vị trí này, kéo đèn này sao cho hướng sáng tốt nhất, rất hay phải không nào. Ngoài ra chúng ta có thể tăng giảm các vị trí như sau: tăng cái phần Magic Clip, cường độ sắc cạnh để tạo khối sâu hơn, và tiếp theo đây tôi dùng một vài kênh màu tăng lên. Các bạn thấy đối tượng chúng ta mở khối lên và xoay đèn đi hướng nào thì đối tượng của chúng ta ánh sáng sẽ chiếu hướng đó. Các bạn chú ý những vệt mây này khá ấn tượng, tôi tạo khối rất nhanh. Nếu đồng ý chúng ta nhấn OK, chúng ta có một tấm hình khá là ấn tượng.